Thưa quý vị, cuối giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kỳ Biến có buổi tiếp ông Dato Thomachi, Chủ tịch danh dự của tổ chức ATO International, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kỳ Biến vui mừng chào đón đoàn công tác của ATO International đến với thành phố lần này, cũng như đánh giá cao các hoạt động của tổ chức này trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hiện nay lĩnh vực giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là một trong những mũi nhọn phát triển được thành phố Đà Nẵng hết sức chú trọng. Đồng thời tin tưởng các hoạt động của ATO International thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp và đem lại nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển của Đà Nẵng. Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với thành phố Đà Nẵng, ông Dato Thomachi, Chủ tịch danh dự của tổ chức ATO International cho biết, đây là một tổ chức bảo trợ cấp toàn cầu với các thành viên bao gồm các tổ chức cấp quốc gia, các viện giáo dục và đào tạo, các tập đoàn đa quốc gia, các chuyên gia quản trị nguồn nhân sự và chuyên gia quản lý đến từ hơn 30 nước trên thế giới. ATO International cũng đang dự kiến kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo thành phố đối với các hoạt động này trong thời gian đến.